Cô dâu của Văn Hậu và Bùi Tiến Dũng ở phố Sang Chảnh về quê chồng hòa tan. Mới đây, vợ chồng Bùi Tiến Dũng đã đưa con trai về Thanh Hóa thăm ông bà nội. Bianca nhanh chóng hòa mình vào nhịp sống ở quê chồng. Bùi Tiến Dũng đăng tải khoảnh khắc vợ mẫu Tây đang chơi bóng chuyền cùng với các cô bác trong xóm. Trong những lần về quê chồng trước đó, Bianca cũng không ngại làm việc nhà. Cô ăn mặc thoải mái, gương mặt rạng rỡ khác xa sự sang chảnh và thần thái ngút ngàn trên sàn diễn. Một nàng dâu khác cũng hòa tan khi về quê chồng là Doãn Hải My. Dù sinh ra và lớn lên ở thành phố được bố mẹ chăm sóc và chiều chuộng, nhưng khi về nhà bạn trai, Hải My sẵn sàng sắn tay vào làm việc nhà rửa bát. Tiểu thư Hà Nội cũng rất vui vẻ khi cùng Văn Hậu ra đồng hóng gió. Hình ảnh gần gũi và giản dị của Hải My khiến cư dân mạng rất thích thú và dành nhiều lời khen.